Còn sàn, sàn của thùng xe này là inox dập sóng. Vâng, chào nha, đã quay trở lại với đại lý xe tải Vãi S. Cũng như thường lệ thì đến sóng review của mình sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu 9 giờ sáng hàng tuần. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xe tải Isuzu FRR 650 và xe này đóng thùng bằng nhôm inox và trang trí cản hông và cản sau. Trong quá trình review, anh em thấy video hay và hữu ích thì cho xin một like và một chia sẻ. Còn giờ xin mời anh em theo mình để review và quan sát thùng xe này như thế nào. Mời anh em. Vâng, thưa anh em, đây là dàn đá của thùng xe FRR 650. Đà dọc thì là U2 và đà ngang U80 và trụ là đà đôi hay gọi là đà kép và lõi đà cao su và liên kết đà V4 dày 4 ly hàn hai mặt để anh em quan sát nhé. Và đây là ba chống xô của thùng. Và đây là phần liên kết với bao đà và hàn ở phần bên dưới bằng một ke. Đây là bao đà của thùng xe chấn bản lớn và sử dụng inox bóng 8K chấn dạng hình chữ C. Trụ của thùng xe này thì trụ đầu và trụ cuối sử dụng inox loại dày chấn U100. Trụ sau gồm hai trụ và trụ đầu gồm hai trụ. Và trụ giữa thì chấn U102 cũng là inox chấn định hình. Để gặp sát. Bửng của thùng xe này là bửng nhôm. Chiều cao của bửng là 750 và bản lề liên kết là inox và khóa tôm. Thì khóa tôm của thùng xe này theo yêu cầu của khách là khóa tôm đúc và bắt cong cũng là inox. Và móc khóa tôm thì sử dụng lát tim 2 inox. Còn ốp trụ và cánh én là inox bóng 8K nha anh em. Và mỗi bửng thì sử dụng là 5 bản lề. Và tổng xe này là 7 bửng. 3 bửng hông và 1 bửng sau. Còn về phần trang trí của thùng xe này, mỗi bên là gắn 3 đèn màu vàng. Và cản hông thì sử dụng inox chấn định hình loại inox dày ly 2. Gồm hai cây ngang ở mỗi bên và cây đứng thì sử dụng hộp 30x60 inox. Còn rè của xe này thì sử dụng inox chấn định hình và cái chống rè là cùng 42 và phi 42 và tấm chắn bùn là cao su. Còn cản sau thì sử dụng inox chấn bản lớn và được trang trí bằng đề can phản quang. Inox thì là inox bóng 8K và phần lam đèn thì được trang trí đèn vàng dẹp và hai đèn tròn. Còn phần đèn hậu của xe thì được bao bọc bằng hộp 20x40 inox và bọc lại sau ly để quan sát. Còn phần trên bửng của thùng xe này thì sử dụng inox hộp 30x60 làm vì đấy và cây đứng ở trong là hộp 30x30 và được liên kết bằng 4 bản lề inox và bắt thẳng và khóa tôm inox. Còn cây ngang sát trên vỉ và liên kết với vỉ là hộp 40x80 inox. Còn sàn của thùng xe này là inox dập sóng và chấn cúp mí dọc biên này của sát. Còn phần phía sau của trụ thì được gắn hai sợi dây xích. Thank you.
còn phía trước thì có máng nước phía trước và hai lỗ thoát nước là phi 42. Còn phần khung xương ở trên bứng thì sử dụng hộp 40x80 và hộp 40x40. Và ở trụ thì được gắn kèo U và khoảng giữa trụ là kèo phi 27. Còn phần mặt tiền thì khung xương sử dụng hộp 40x40, inox và tấm inox lá me hay dập gân ở bên trong. Còn bạt của xe này thì là bạt hộp ở trên chùm xuống và ở hai bên là bạt mảnh bắn ở phần khung xương ở trên bứng. Và thưa anh em, còn video của mình xin được kết thúc ở đây. Video của mình làm về xe tải Isuzu FRR650 đóng thùng nguyên bạt bằng nhôm inox và trang trí theo kiểu mới. Xin được kết thúc. Và trong quá trình review, anh em thấy video hay và hữu ích thì cho xin một like, chia sẻ. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Còn giờ xin chào, tạm biệt. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.